Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 15 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Bắc Bộ đang ấm dần lên. Ngoài trời dù nắng chưa mạnh nhưng cảm giác ấm áp và ẩm. Nguyên nhân là do không khí lạnh suy yếu khiến những cơn mưa nhỏ, mưa phùn cũng không còn nhiều nữa. Chỉ còn lác đác những cơn mưa rào ở một vài nơi ở vùng núi, sương mù cũng giảm dần. Cùng với đó thì mức nhiệt về đêm và sáng sớm ở các tỉnh vùng núi và trung du tăng lên, dao động trong ngưỡng từ 19 đến 21 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 22 đến 23 độ, trời chỉ còn hơi se lạnh. Sang đến trưa chiều nay, trời khô ráo hơn, có lúc hửng nắng nhẹ và nhiệt độ nhích dần lên, cao nhất dao động từ 25 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất ở mức dao động từ 29 đến 32 độ. Sau đó, theo dự báo, từ ngày mai 14 tháng 3, hình thế gây mưa là hội tụ gió trên mực khí quyển tầng cao được thiết lập, nên trời sẽ có nhiều mây cả ngày. Mưa nhỏ mưa phùn xuất hiện nhiều nơi hơn về đêm và sáng sớm tại khu vực phía đông Bắc Bộ. Với các tỉnh Trung Bộ, xu hướng nhiệt độ ngày và đêm đều tăng mạnh. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ chỉ có còn se lạnh về đêm và sáng và ban ngày nắng nhẹ với nhiệt độ dao động từ 27 đến 29 độ. Còn khu vực từ thành phố Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận với tiết trời lạnh ráo và có nắng từ sớm, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ. Nơi nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất trên cả nước vẫn tập trung tại các tỉnh phía Nam. Khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, áp cao cận nhiệt đới có trục đi ngang Nam Trung Bộ tiếp tục đang hoạt động mạnh. Do vậy, có ngày trời tiếp tục có nắng từ sớm, cường độ nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 31 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ, vùng miền Đông, trời vẫn còn xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Còn các tỉnh miền Tây, nhiệt độ sẽ dao động từ 33 đến 34 độ, trời nắng. Đợt nắng nóng lần này dự báo sẽ kéo dài tới ngày 16 tháng 3, sau đó từ khoảng ngày 17 tháng 3 do vùng dao động từ ven biển di chuyển vào. Như vậy, khu vực sẽ có nhiều mây hơn, đồng thời có mưa rào và dông xuất hiện ở vài nơi vào chiều tối và đêm. Sang tới ngày 18 tháng 3, khi vùng dao động yếu đi, nắng nóng lại bắt đầu có xu hướng gia tăng trở lại. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết cho các vùng miền trong phạm vi cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông từ 35 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa đến 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù,
tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Các cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo xu thế hệ thống thời tiết 9 ngày tới trong phạm vi cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ nay đến ngày 19 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong ngày 20 và ngày 21 tháng 3 sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 21 trời chuyển lạnh, có nơi trời chuyển rét. Phía Đông Bắc Bộ, từ nay đến ngày 16 tháng 3 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 có mưa rào và có nơi có dông. Trong ngày 20 và ngày 21 tháng 3 sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 21 trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ nay đến ngày 20 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ đêm ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 có mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm nay đến ngày 22 tháng 3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 21 đến ngày 22 tháng 3, phía Bắc có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên, từ nay đến ngày 22 tháng 3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Nam Bộ, từ nay đến ngày 22 tháng 3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nắng ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 16 tháng 3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong ngày 20 và ngày 21 tháng 3, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 21 trời chuyển lạnh. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.